Jack Ma, Mark Zuckerberg và những tỷ phú lập dị khác người nhất thế giới. Nhắc đến những tỷ phú nổi tiếng nhất thế giới, người ta sẽ nghĩ đến tài năng xuất chúng, lần khối tài sản kết xù, ăn nhiều đời không hết của họ. Thế nhưng ít ai biết rằng, không ít tỷ phú lại có cuộc sống lập dị, thậm chí thua cả một người có thu nhập bình thường. Jack Ma. Jack Ma sinh năm 1964 ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, là ông chủ của trang thương mại điện tử khổng lồ Alibaba, nhưng Jack Ma lại không tỏ ra thực sự yêu thích hay có năng khiếu với các công nghệ hiện đại. Thậm chí, vị tỷ phú này còn nhờ nhân viên của mình tải dùng những kênh truyền hình Mỹ vào máy tính bảng cá nhân. Khác với những đại gia lắm tiền nhiều của thích sưu tập xe, du thuyền và máy bay riêng, Jack Ma lại có niềm đam mê mãnh liệt với muối. Thậm chí, ông còn tìm cách sưu tầm tất cả các loại muối hiếm và độc lạ trên trái đất để trưng bày và chế biến món ăn của mình. Jack Ma đặc biệt rất thích ảo thuật, đến mức khi có ai đó định tiết lộ mánh khóe để thực hiện các trò ảo thuật thì ông đều gạt đi ngay, lập tức và cho rằng sẽ tuyệt vời hơn nếu cứ tin phép màu là có thật. Thần tượng số 1 của Jack Ma chính là Forrest Gump, nhân vật nam chính trong bộ phim cùng tên. Đây là một người đàn ông sinh ra chỉ với IQ bằng 75, nhưng bằng nghị lực và tình yêu thương, Forrest Gump đã làm nên những kỳ tích khiến người khác phải nể phục. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg sinh năm 1984 trong một gia đình Mỹ gốc Do Thái và lớn lên tại Dufferin, quận Westchester, New York. Anh bắt đầu lập trình máy tính từ lúc học lớp 6. Zuckerberg đã từng học trường phổ thông trung học Ashley và tốt nghiệp Philip Exeter Academy vào năm 2002. Mark Zuckerberg được nhận vào Đại học Harvard vào năm 2003 và bỏ học năm 2005 để hoàn thành dự án thành lập Facebook. Thành công lớn biến Mark Zuckerberg trở thành một trong những tỷ phú trẻ nhất thế giới. Là một người giàu có, Mark Zuckerberg nổi tiếng với phong cách ăn mặc giản dị. Anh có một tủ đồ với hàng chục chiếc áo phông và áo khoác giống nhau. Mà theo Mark là để giúp anh không mất quá nhiều thời gian để chọn lựa trang phục mỗi ngày và có thể dành thời gian đó cho những điều ý nghĩa hơn. Bên cạnh đó, Mark cũng thích nằm trên sàn nhà thay vì giường ngủ như mọi khi. George Lee Wildenstein. Tỷ phú George Lee Wildenstein sinh năm 1940 tại Lausanne, Thụy Sĩ. Cô bắt đầu hẹn hò với Seto Burgess, một nhà sản xuất phim Thụy Sĩ, ở tuổi 17. Jocelyn Wildenstein có một sở thích kỳ quặc, đó là muốn biến mình thành những chú chó, mèo khổng lồ, mà bà đã chi hàng triệu đô la để biến mình thành một con mèo nhỏ dễ thương. Chính điều này đã khiến cho chồng bà, tỷ phú Alex Wildenstein cảm thấy sợ và ông đã ngoại tình. Steve Jobs. Steve Jobs sinh năm 1955 tại Mỹ, là người sáng lập đế chế công nghệ lớn nhất thế giới Apple và được biết tới như một người lập dị, đôi khi kiêu ngạo. Jobs có một chiếc xe Mercedes không biển số vì lý do đó là vì không muốn mọi người theo dõi. Ở ông có sự quyết đoán và lạnh lùng, để giải cứu Apple, ông đã sa thải cùng lúc 3.000 nhân viên và tiến hành chiến dịch Think Different. Đánh dấu sự hồi sinh ngoạn mục nhất trong lịch sử phát triển máy tính và họ thực sự đã thay đổi thế giới. Warren Buffett. Warren Buffett sinh năm 1930 tại Omaha, tiểu bang Nebraska, Hoa Kỳ. Dù là một trong những nhà đầu tư cổ phiếu thành công nhất mọi thời đại, nhưng tỷ phú Warren Buffett lại giữ cho mình nhiều thói quen có phần lạc hậu. Vì tỷ phú này không sử dụng điện thoại di động, thậm chí là máy tính. Ông sống trong một ngôi nhà gỗ ở một trang trại nhỏ do ông làm chủ, thường đi các chuyến bay bình dân và chỉ mua máy bay riêng cho đến khi có quá nhiều người nhận ra ông. Carlos Slim. Carlos Slim sinh năm 1940 tại thành phố Mexico. Ông là trùm viễn thông tại Mexico. Tỷ phú Carlos Slim đam mê kinh doanh từ lúc mới 5 tuổi, nhanh chóng tham gia vào thị trường chứng khoán năm 12 tuổi, có mặt trong danh sách tỷ phú của Forbes suốt 23 năm. Thế nhưng, ông lại không hề sử dụng máy vi tính, mù tin học và chỉ làm việc với giấy, bút. Eva Kamprad. Eva Kamprad sinh năm 1926 là nhà tư bản công nghiệp Thụy Điển, đồng thời là nhà sáng lập tập đoàn bán lẻ nội thất IKEA, hiện sở hữu khối tài sản trị giá 3,8 tỷ USD. Dù giàu nước đổ đổ vách, nhưng vị này vẫn duy trì thói quen đi máy bay hàng bình dân và thích mang những gói muối, hạt tiêu nhỏ ở quán ăn về nhà. Cliff Ballmer. Cliff Ballmer sinh năm 1954 tại Melbourne, Australia. Gia đình ông chuyển đến Queensland vào năm 1963 và Ballmer đã được phần lớn lên ở Gold Coast. Tỷ phú khai thác mỏ người Úc này trở nên nổi tiếng với những ý tưởng kỳ lạ của mình. Vào năm 2012, ông lên tiếng chống lại tổ chức môi trường Greenpeace khi cáo buộc họ móc nối với CIA để làm chậm sự phát triển của Úc. Ít lâu sau, ông nung nấu ý định nhân bản khủng long để thu hút khách du lịch tới khu nghỉ dưỡng năm sao của mình. Khi thất bại, ông này đặt làm tới 100 con khủng long đặt tại sân golf.